Khi đã được yêu rồi, lúc đó lại sóng bắt đầu nổi lên, cực kỳ khó khăn. Thì lúc đó chú tôi nói thẳng là cũng thuộc loại diện ăn chơi, đâm giữa hai cái ác cảm của bố mẹ lại càng gây nên cái ấn tượng không hay đến với mình. Và lúc đó lại càng gây sóng gió, thì càng gây sóng gió bao nhiêu ấy, thì tình yêu nó càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Và gia đình lại phản đối một cách cũng rất mãnh liệt đối với chú. Nhưng mà làm sao chú thuyết phục được gia đình của cô? Chú thuyết phục được là trong bối cảnh này, khi bố mẹ ốm thì cô không ở nhà. Cô chỉ báo thức đã báo động là bố mẹ ốm, chú vào thăm. Khi vào thăm rồi, bố mẹ lại có cái suy nghĩ khác. Một lần là mẹ cô ốm thì chú có vào và xách theo là hai hộp sữa và vài cái bánh mì. Thì thực ra ngày bánh mì là quý lắm. Vào thăm mẹ cô ốm thì nằm đó. Sau đó thì chú lại cầm cái chổi chú quét cái sân cái nhà, bởi vì nhà đấy đi vắng. Thì xung quanh nhà là cây cối, nhiều lá nó rụng xuống, thì chú cầm chổi quét sạch đâu đấy rồi thì là chú về. Sau cái lần đấy thì cô đi thực tập về, cuối tuần cô về thì mẹ cô mới kể lại là hôm nay là Huỳnh đến chơi. Cô cũng nói cho chú biết là thấy là ý bầm là cũng thấy xui xui rồi đấy anh ạ. Đấy, thế là cho đến là từ đấy là cái lần lượt là cứ những lần đến thăm là nó tăng lên cái tình cảm lên. Thế dần dần là qua tiếp xúc thì thấy chú là người là miệng nói tay làm và rất là khéo về cái nấu nướng. Ví dụ nhà mà có khách cứ là chú vào chú nấu cỗ kiếc là rất là ngon. Thế nhưng mà đặc biệt là nấu không bao giờ ăn, đi xong nấu xong là đi về luôn, trốn luôn, là nói lý do là thôi con xin phép con phải đi lên ban. Thế là chịu, bố mẹ lại càng nghĩ là ồ nó nấu nướng như thế là ái náy quá, nấu nướng vất vả thế bây giờ nó chả ăn nó lại đi tàu. Thế thì dần dần thì bắt đầu là mẹ cô mới thấy thương. Đó là cách thuyết phục nhất, nấu xong không ăn lại càng chú ý hơn nữa. Cô chú, nhưng mà cái không ăn đó là cố tình mình chơi chiêu hay là mình thiệt sự là mình bị ngại chiêu. Ôi trời ơi, trời hay vậy đó. Không phải bì như này này, chú cũng tính hết tôi chứ, có phải đơn giản mà mời nhau ăn một cách đơn giản đâu, kể cả là con phải không, gặp người lên là ăn hết, ăn xong mới về. Thì khi nấu xong hồi đó ăn sợ bị người ta chê nên đi về. Vậy thì đám cưới diễn ra thế nào? Đám cưới của cô chú thì nói thật ra lúc đó thì chú sợ con hỏi cái gì hay sao mà chú giới thiệu sớm vậy? Hỏi đi. Con cái chuyện cứ việc hỏi, con muốn hỏi chú điều gì? Thưa quý vị, hôm nay thì Ngọc Lan rất là bất ngờ khi mà vừa bước vào là gặp hai khách mời của chúng ta. Và Ngọc Lan có thắc mắc là ủa chương trình hôm nay là thay đổi format cho cái độ tuổi nó nhỏ xuống hay sao mà Lan thấy khách mời lại xem tuổi với lại chú Quyền Linh. Nhưng mà không, thưa quý vị, hơi hỏi kỹ lại thì không phải, tại chú Quyền Linh xem tuổi người ta. Chú lý con nói là chú trong chú hôm nay chững chạc hơn. Chắc chú xu sao sao đúng không? Xin chào cô chú ạ. Chào Quyền Linh và ngày đẹp Ngọc Lan. Dạ. Xin chào chú. Dạ. Chào cô. Rất vui để chào đón cô chú đến với chương trình. Mong rằng cái câu chuyện của cô chú cũng sẽ là một cái thông điệp gửi đến lớp trẻ hiện nay. Cô còn nhớ cái ngày đầu tiên mà cô gặp chú không? Cô thì vẫn nhớ như in. Cái hôm ngày còn trẻ thì cô chưa đi công tác thì cô là xã viên hợp tác xã rau. Hàng ngày công việc của cô là chăm sóc rau trên một cái cánh đồng rộng đó. Cơ quan của chú là ngay tại Gai Yên Bái. Cô đang tưới rau thì thấy có một chàng trai là đeo một cái kiểu túi ba lô, nhưng mà nó là túi ba lô lộn đó. Thế và trên vai thì khoác một cái khăn. Thì trông thì thấy người cũng khỏe mạnh, cũng không đẹp trai lắm nhưng mà thấy có vẻ như là có duyên đấy. Chú thì có trêu cô, tính cô thì lại không thích những cái chàng trai mà cứ đi cứ nhìn thấy gái lại cứ hay trêu bông đùa, cô không thích. Chú ngắt lời tí, nếu không trêu làm sao mà quen được, không trêu làm sao mà quen được. Đúng rồi chú. Cháu đừng nói đó, nhưng mà chờ cô nói hết cháu sẽ nói cô đấy đấy, không trêu sao quen được. Thế nhưng mà thực ra ấy, thì sau những cái lần trêu thì tỉnh trong thì đã ấp mà bên ngoài thì đã còn e, đúng không? Thì cũng thấy có cảm tình. Sau đó thì mỗi một lần làm ruộng thì rau ở đấy thì chú đi lái tàu về thì cô cũng không cần phải biết cái gì mà cô chỉ cần nghe là như có bao giờ đẹp như hôm nay, là một cái bài hát là chú rất là hay hát. Thế rồi là đứng trên đầu máy nhìn xuống đoàn xe
Long man mát buồn mà đoàn xe quá dài. Đấy là tức là chú lái tàu. Cho nên là khi cứ nghe cái tiếng hát như thế chú bảo à, cô mình ghi quảng. Người thì cũng ấy nhưng mà thấy giọng hát hay. Thế thì cô thì cái sở thích của cô là rất là thích ca hát ngay từ nhỏ rồi. Thế này thấy như thế thì cũng thấy cảm thấy là mình cũng không có cái gì là mình ghét cả. Tại sao cái bài hát ấy là cái khổ nhất của người lái máy? Cái ngày lái máy, lái tàu hỏa trước kia ấy, là nhìn đoàn xe dài rất là khổ. Người ta bảo kéo càng dài càng khổ, đúng khổ thật. Lái tàu là bằng than. Cho nên là cái người công nhân lái tàu là phải chịu rất vất vả, phải đốt lò rồi là rất là nóng nực. Tức là cái khí hậu rồi là nhiệt độ nó cao. Mà cứ mỗi một lần lên ban xuống ban là không nhận ra mặt nữa. Bởi vì là mặt là đen hết, chỉ cười là thấy mỗi hàm răng thôi. Thế mà ấn tượng nó mới gặp cô gái bên bờ rau mới là ấn tượng đấy. Gặp cô trồng rau thì đại khái là cái ấn tượng đầu tiên ý. Có nét thì ta mới nhìn được. Xinh ta mới trêu đúng không? Trêu mới quen được. Trêu bao nhiêu lâu? Cũng phải mất 5-6 tháng đấy. 5-6 tháng? Cũng tương đối lâu đấy. Mỗi một lần đi kia gặp nhau thì chú cứ Khang ơi. Cô thì cô chẳng trả lời mà cô lườm. Thế có một lần thì cô đi ra chợ thì mẹ cô là người ăn trầu vỏ rồi dặn là mua vỏ rồi mua trứng. Thế thì cô đang cúi cúi chọn chọn cái quả trứng đó thì tự nhiên chú đâu chú đến chú bảo nói rất là nhẹ nhàng đưa hình chọn cho. Thế thì cô thấy chú nói thế mà lại trước mặt cái bà cụ bán trứng thì cô xấu hổ. Cô không nói gì cả, cô bỏ đi thẳng. Đến một vài lần sau thì chú thì cứ lên ban lái tàu thì sau về lại về ga Yên Bái. Cạnh nhà cô là có một cái bãi chiếu phim. Chiều đấy là nhạc nổi lên thì thấy các anh đầu máy là cứ lượn lờ đi dọc cái phố đó. Thế thì hôm thấy chú đi cùng với anh bạn nó đi qua cái vườn nhà cô thì cũng hỏi chào hỏi nhau. Thì lúc bấy giờ là cái người quen với cô đi cùng rồi thì cô phải nói chuyện thôi. Thế thì cô nói chuyện thì chú cũng hỏi xen vào. Cô cũng có lời mời là chủ yếu là mời cái anh bạn là cô đã quen chưa. Thì có hai người thì cô phải đành nói là thế lúc nào rảnh thì mời các anh đến nhà em chơi. Mấy hôm sau thì thấy chú đi cùng đến nhà cô thì cô cũng hơi ngỡ ngàng. Để được lần thứ nhất thì lần sau thì chú đến. Chú đến thì cô thì từ trẻ thì cô rất là thích đọc tiểu thuyết. Và cô đang đọc cái tiểu thuyết Thép Đá Tôi Thế Đấy. Chú bảo là cho anh mượn cái quyển truyện này. Cô đồng ý luôn. Thì cứ mỗi một ban máy của chú đi là 3 ngày. Thế thì ban máy sau thì chú xuống nhà cô chơi thì hẹn là ban sau thì trả. Nhưng mà không thấy trả. Thế là cô mới hỏi là thế đúng rồi, thế chuyện của em đâu? Thế thì chú mới bảo là anh đọc xong rồi nhưng mà bạn anh nó lại mượn. Thế là từ đấy là mất hút luôn cái cuốn truyện đấy, chả thấy đâu nữa. Thế nhưng mà sau từ đấy rồi thì cô cảm thấy là mỗi một lần chú đi lái tàu thì mọi ngày cô chẳng để ý cái tiếng còi tàu đâu. Thế nhưng mà đến khi cô mới biết là chú lái tàu ở cái xí nghiệp đó là có hai cái đầu máy đoàn là máy 402 và 426. Thì chú là máy đoàn là 426. Thế hàng ngày thì còi tàu kêu cô đâu để ý, chỉ biết là còi tàu nó kêu là kêu thôi. Thế nhưng mà mỗi một lần khi mà đã quen nhau rồi thì đi qua cái quãng nhà cô ở để trông sang cái đường sắt nó rất là gần. Thì chú cứ kéo một cái hồi còi tàu rất là dài. Thì cô mới nhận ra là cái tiếng 426 này nó như thế này. Thế thì khi mà cái tiếng còi tàu đi rồi thì chú lại đi qua cái khu vận ga rồi. Thì cái hồi còi nó lại kéo dài một lần nữa. Thế là cứ như vậy một hai lần thì tự nhiên cô cảm thấy cô rất nhớ. Chào quê hương. Cô nhớ tiếng còi tàu. Trời ơi, thế cô nhớ tiếng còi tàu. Thế mình cố tình đi ngang mình kéo không? Hồi còi tàu như thế. Cái đấy là tiếng còi để hò hẹn mà tiếng còi để xa. Tạm xa 3 ngày. Tức là đi cũng kéo mà về cũng kéo. Đúng rồi, nhưng kéo phải có tiếng đặc chủng riêng của nó. Tiếng để... còi tình yêu đó hả? Đấy, để gọi chứ. Nhưng mà chú thì bây giờ cô nghĩ là chú cao thủ. Trong tình yêu thì nói thật với Quyền Linh với Ngọc Lan là cô yêu chú là người đầu tiên và cũng là sau này là người bạn đời của cô. Chia sẻ của cô về cái tiếng còi tàu, về cái sự nhớ nhung cái tiếng còi đó, nó làm cho con nghĩ, con mới hiểu được cái điều rằng là có những cái bài hát nói về cái tiếng còi tàu nó rất là hay mà mình lại không hình dung ra được cái chất xúc tác của người ta là như thế nào và nó đặc biệt như thế nào. Và bây giờ khi con nghe cái tâm sự của cô như vậy, con mới mường tượng ra được về những cái bài hát cũ đó và mình hiểu ra được là nó da diết và nó gây cảm xúc mạnh đến người nhạc sĩ đến cỡ nào. Đúng rồi. Cái tiếng còi 426 của chú mà cô nghe cái ngày, cô cảm thấy nó da diết, nó thống thiết lắm. Nó như là nó một cái gì đó nó làm cho cô không thể... cũng thể chịu đựng nổi cái nỗi nhớ gan nó lộn tụt lèo hết đúng không rồi. Mà thậm chí khi có những lần mà yêu nhau rồi cô thấy cái tiếng còi tàu của chú kéo ra xa tít thì cô còn khóc
cô nhớ đến mức độ như thế? Chú nói thật đấy, cái tình yêu ban đầu mà đâu mà thôi thúc chú ấy, chú muốn chinh phục bởi vì lúc đó rất kiêu ngạo với chú. Và không thể được, phải chinh phục bằng được. Phải cho bằng được, cho biết. Biết đâu là lúc cô cảm xúc tiếng còi đó nó đông đầy cảm xúc, còn chú thì kéo cho biết là nha, cảm là kéo cho nó to lên, càng to càng tốt. Biết đâu vậy? Nhiều khi vô tình tức quá kéo cho ồn ào chơi, cho ngủ không được chơi, nhưng mà vô tình nó lại trở thành một cái bí kíp, một cái gây thương nhớ. Rồi từ lúc kéo còi đến lúc mà mình tổ chức đám cưới thì bao nhiêu năm, cô nhớ không cô? Thực sự thì cái câu chuyện này, cái tình yêu nó đến với nhau rất là đẹp. Thế nhưng mà sau khi nhận lời chính thức là yêu nhau rồi thì cô báo cáo với gia đình cha mẹ cô. Cô cũng nói là chú là nghề lái tàu hỏa. Bố mẹ cô thì ngày xưa là các cụ ngày xưa là con trai con gái lấy vợ lấy chồng là các cụ điều tra kỹ lắm. Thứ nhất là phải là môn đăng hộ đối. Thế thứ hai nữa là những cái quan niệm về về hoàn cảnh gia đình là cũng phải có những cái phải xem xét. Thì các cụ thường nói là lấy vợ thì xem tông, lấy chồng thì phải xem giống. Khi cô nói đến nghề nghiệp thì bố mẹ cô lại nói là ôi giời, yêu lái những cái thằng lái tàu thì người ta gọi là cái thằng hỏa xa ấy mà. Lái tàu, lấy lợn, lái xe, trong ba thằng ấy thì chớ có nghe thằng nào. Bố cô nói vậy. Thế thì khi nghe bảo thế nhà nó ở đâu, cô cũng trình bày hoàn cảnh là hoàn cảnh là nhà thì ở Hà Nam, bây giờ hiện tại thì ở Lào Cai. Thế nhà đó anh em như thế nào? Thế cô thì cô phải nói thật. Thế tức là gia đình nhà chú là hoàn cảnh là ông thì là hai bà. Mẹ cô bảo không được, bố cô bảo không được, thì không cho lấy. Thế thì cô cũng nghĩ, cô bảo là bây giờ bố mẹ mà ngăn cản như thế này thì mình yêu mất rồi. Nghĩ là cô không thể bỏ chú được. Bố mẹ thì không đồng ý nhưng mà vẫn hẹn hò lén lút, không dám công khai. Càng ngăn cản lại không hiểu lại càng yêu nhau. Có những lần mà mẹ cô giận cô lắm thì mới nói, hôm ấy thì bố cô mới gọi cô mới ra cái bàn uống nước. Bố cô mới hỏi là bây giờ ra đây, ra đây, ra đây. Hôm nay tôi hỏi chị là lần cuối cùng, chị trả lời cho tôi biết. Cô mới ra thì cô sợ lắm. Thế thì bố cô mới bảo, thế bây giờ chị trả lời cho tôi biết là vì sao chị lại yêu anh Huỳnh. Cô cũng thật thà, cô cũng trình bày. Con thì chẳng cao sang gì, con chỉ mơ ước làm sao mà lấy một người chồng khỏe mạnh, có nghề nghiệp ổn định và không có ăn chơi chơi bời. Thế cuối cùng thì bố cô mới kết một câu là thôi được rồi, bây giờ chị nói như thế thì tôi cũng nói luôn cho chị biết là nếu chị quyết định chị lấy anh Huỳnh thì cuộc đời chị sướng hay khổ là do chị phải chịu. Chị đừng có kêu với chúng tôi là con không, vì con không nghe lời bố mẹ mà đời con khổ, cấm không được nói. Nói xong thì coi như là cô cũng vẫn bày tỏ là cô quyết tâm. Trong cái tình yêu của chú ấy thì vui cũng có, buồn cũng rất nhiều. Khi đã được yêu rồi, lúc đó lại sóng bắt đầu nổi lên, cực kỳ khó khăn. Thì lúc đó chú được nói thẳng là cũng thuộc loại diện ăn chơi, đâm giữa hai cái ác cảm của bố mẹ lại càng gây nên một cái ấn tượng không hay đến với mình. Và lúc đó lại càng gây sóng gió, thì càng gây sóng gió bao nhiêu ấy thì tình yêu nó càng mạnh mẽ hơn mấy nhiêu. Và gia đình lại phản đối một cách cũng rất mãnh liệt đối với chú. Nhưng mà làm sao chú thuyết phục được vừa gia đình của cô? Chú thuyết phục được là trong bối cảnh này này, khi bố mẹ ốm thì cô không ở nhà. Cô chỉ báo thức đã báo động là bố mẹ ốm, chú vào thăm. Khi vào thăm rồi, bố mẹ lại có cái suy nghĩ khác. Một lần là mẹ cô ốm thì chú có vào và xách theo là hai hộp sữa và vài cái bánh mì. Thì thực ra ngày bánh mì là quý lắm. Vào thăm mẹ cô ốm thì nằm đó. Sau đó thì chú lại cầm cái chổi, chú quét cái sân cái nhà. Bởi vì nhà đấy đi vắng này, thì xung quanh nhà là cây cối nó nhiều, lá nó rụng xuống. Thì chú cầm chổi quét sạch đâu đấy rồi thì là chú về. Sau cái lần đấy thì cô đi thực tập về, cuối tuần cô về thì mẹ cô mới kể lại là hôm nay là Huỳnh đến chơi. Cô cũng nói cho chú biết là thấy là ý bầm là cũng thấy xui xui rồi đấy anh ạ. Đấy, thế là cho đến là từ đấy là cái lần lượt là cứ những lần đến thăm là nó tăng cái tình cảm lên. Thế dần dần là qua tiếp xúc thì thấy chú là người là miệng nói tay làm và rất là khéo về cái nấu nướng. Ví dụ nhà mà có khách cứ là chú vào chú nấu cỗ kiếp là rất là ngon. Thế nhưng mà đặc biệt là nấu không bao giờ ăn, đi xong nấu xong là đi về luôn, trốn luôn, là nói lý do là thôi con xin phép con phải đi lên bàn. Thế là chịu, bố mẹ lại càng nghĩ, lại càng nghĩ là ồ nó nấu nướng như thế là ai náy quá, nấu nướng vất vả thế bây giờ nó chả ăn nó lại đi tàu. Thế thì dần dần thì bắt đầu là mẹ cô mới thấy thương. Đó là cách thuyết phục nhất, nấu xong không ăn lại càng chú ý hơn nữa. Cô chú, nhưng mà cái không ăn đó là cố tình mình chơi chiêu hay là mình thiệt sự là mình bị ngại chiêu? Ôi trời ơi, trời hay vậy đó. Không phải bì như này này, chú cũng tính hết rồi chứ, có phải đơn giản mà
mời nhau ăn một cách đơn giản đâu, kể cả là con, phải không? Gặp người lên ăn hết, ăn xong mới về. Thì khi nấu xong, hồi đó ăn sợ bị người ta chê, nên đi về. Vậy thì đám cưới diễn ra thế nào? Đám cưới của cô chú thì nói thật ra lúc đó thì con lê chẳng có mà áo dài thì không. Với cái thời cái buổi đó rất đơn giản. Bao lâu mình có con đầu lòng? Sau một năm chú có con. Khi lấy cô rồi thì gia đình ngược lại cực kỳ quý chàng rể. Và cũng lúc quý hơn cả con trai. Hay quá. Quý hơn con trai. Trước khi mà cô chú lấy nhau để ra ở riêng ấy, thì mẹ cô còn là nói là mày là đành hanh nó vừa vừa. Ở nhà với bố mẹ đây thì được mày lấy nó, mày cứ đành hanh như này rồi có ngày nó đánh cho. Thế nhưng mà được cái là cho đến nay là năm thứ 41 thì chưa bao giờ có cái chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thế rồi trong cuộc sống thì có những cái mà khi mà về sống chung với nhau ấy thì nó khó khăn rồi nó thiếu thốn rồi. Đẻ con thì sau 3 năm là đã, các em là đã ra đời rồi. 79 đến 81 là đã hai đứa con rồi. Đẻ xong là cũng thôi luôn. Chú thì cứ lái tàu biển biệt. Còn cô thì dạy học thì cách nhà là hơn 30 cây, cứ đạp xe đọc lọc cọc đi về thôi. Tức là một ngày chú đi xong 3 ngày chú... Một ban máy là 3 ngày. Chú về từ Yên Bái về Hà Nội, nghỉ một ngày, một đêm. Và ngày sau mới lại quay lên. Vậy thì ở nhà một mình cô chăm sóc mấy cháu thì sao? Ở nhà cô thì có mẹ chồng. Mẹ chồng thì ngày đó thì tuổi cũng cao nhưng mà cụ vẫn khỏe. Thì cụ cũng hỗ trợ cho. Vậy là như gần như là con ở nhà thì có mình cô chăm thôi? Thì cô thôi. Chú cứ đi về xong chú đi, chú lại về xong lại đi. Thế cô sinh hai em là không có một em nào là chú có mặt cả. Không biết là vợ đâu đẻ kiểu gì, về là đã thấy con mẹ tròn con vuông rồi. Thế chú sướng thế mà. Những cái năm tháng ấy cô cực kỳ khổ. Bởi vì là đi thì đi xe đạp, mà xe đạp lọc cọc cứ đi một quãng lại nó lại tuột xích. Thế xong là để xích khô thì không đi được. Cha một tí luyên vào là nó nhão cái xích ra. Thế là cô lại phải cài một cái que ở bên cạnh cái đằng sau xe đó. Khi nào nó tuột một cái thì cô phải lấy cái que, tại vì nó tay dầu mỡ mà, phải gạt vào. Trong mình có một cách lắp xích rất là giỏi. Thế sau mình lại có cái kinh nghiệm đó. Cứ như thế mà phải dạy học. Dạy học thì lương rất là thấp, nghèo lắm. Chú thì đi lái tàu thì lương chỉ đủ bản thân, được cái là cũng tiết kiệm. Thì cũng sắm dần. Đầu tiên là mua một cái khung xe đạp. Thế sau đó thì tháng lương sau lại mua cái lốp, cái xăm. Thế dần dần là có được một cái xe đạp để cho cô đi. Một mình cô chăm con, nuôi con, cái điều này nó rất là khó. Nếu người phụ nữ nào mà người ta nói ủa sao tự mình lấy chồng lại khổ thêm nữa thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái mâu thuẫn. Và thậm chí những phụ nữ ghen đó, chưa chắc người ta để chồng mình đi như thế nữa. Cô có nghĩ là chú sẽ kéo còi ở nơi nào nữa không? Có chứ. Cô thì đặc biệt là ghen lắm. Càng yêu nhiều càng ghen nhiều. Thế nhưng mà thực ra thì từ ngày lấy nhau giờ thì không biết chú đi như thế nào thì không biết. Nhưng mà cái chuyện mà quan hệ thì không bao giờ đến tai cô. Mặc dù bạn bè cũng nhiều người ta trêu lắm. Người ta cứ nói là ôi giời ơi, đi với ông này một ông ngồi lúc tự nhiên thấy ông biến đâu mất hút. Suốt cả một quãng đường chả thấy ông đâu. Đến lúc xuống ga mới thấy ông ấy. Thì không hiểu ông ấy đi đâu ấy chị ạ. Biết là ghen cho nên là cứ nói như vậy. Thế mình bảo chả biết có phải không hả anh. Chú nói thế có phải không hả anh. Thì chú bảo ui nó nói tầm bậy, nó trêu em mà. Thế thôi cô lại thôi luôn, cô không có ý gì. Tại sao chú có một cái chung thủy như thế? Bởi vì trong cái nói thật là cái bối cảnh của gia đình nhà chú cũng đã có xảy ra chuyện đó rồi. Dạ. Chính thức vì đó chú góc đi của chú, chứ không phải là mình lại theo viết đồ của bố mẹ được. Dạ. Chính thức vì do đó mà chú biết chính chú là người được hưởng thụ, biết được tất cả những cái gì khi không có bố, không có bố, không có mẹ. Thì những người đấy mới hiểu được. Dạ. Về tâm tư được. Nếu mình sống mà không có cha bên cạnh, không được tình cảm của cha, thì mình hiểu được một người con khao khát thế nào đấy. Và đau khổ thế nào. Đúng rồi. Và chính như điều đó chúng ta rút ra một cái bài học kinh nghiệm cho chính cuộc sống chúng ta. Cô ơi, sau 41 năm cô sống cùng với chú rồi thì cô thấy là chú có cái tật xấu gì không cô? Cũng có chứ. Trước đây thì cô yêu chú thì cô nghĩ là căn cơ vun vén gia đình sẽ là một người đàn ông là quan tâm đến vợ con. Thế nhưng mà thực ra khi sống chung rồi thì thấy chú vô tâm. Mà chú thì rất đơn giản, không thích lãng mạn. Ví dụ như là những ngày sinh nhật thì cô cũng chả cần chú phải mua cái này cái nọ cho cô. Chú cực cần là chú quan tâm, nghĩ đến cái ngày sinh nhật của mình chú tặng cô một bông hoa thôi. Thì chúc em ngày sinh nhật, thế là cô thích lắm. Nhưng mà từ ngày chưa bao giờ có một bông hoa. Để nói cho vui, chú bảo tặng cái hoa khác chứ cái hoa ấy, nó héo luôn. Tặng cái gì nữa thiết thực thôi. Ví dụ làm một bữa mâm cơm ngon thì là vợ chồng con cái ăn với nhau thì anh còn thích hơn chứ cái bông hoa mua về tặng em xong nó héo vứt đi làm gì. Thế là chú không bao giờ là quan tâm chuyện đó.
Thứ hai là nóng tính lắm. Nóng tính là có nghĩa là với vợ thì hơi một tí thì là bắt đầu là cứ nói to đi, gắt đi. Thế thì cô chịu được, cô nói là anh nói cái gì mà cứ từ từ mà nói, sao phải gắt. Nhưng mà riêng với con thì cực kỳ nóng. Chú có gia trưởng nhiều lắm không? Cái việc đó thì cũng có đấy, có. Nhưng mà khi nào có lỗi không bao giờ xin lỗi. Đó, còn đang tính đây, hỏi là cái gia trưởng là cái chỗ đó. Những lần mà chú làm lỗi với cô, chú thừa biết là chú có lỗi với đúng cô rồi. Nhưng có bao giờ không chú xin lỗi? Đấy, chú không xin lỗi. Không bao giờ xin lỗi. Tại sao chú? Vì chú nghĩ rằng đàn ông mà không bao giờ mà mình chịu xin lỗi với phụ nữ. Vì gì xin lỗi? Cái đấy thôi, cái để trong lòng. Trong lòng người ta đâu có biết, ta giận, ta buồn. Thì mình phải tìm cách chứ. Thế sao mình lại cách xin lỗi khác? Ừ, đúng, yeah. Đúng. Ví dụ thay vì là mình nói xin lỗi em thì mình ghé mình hôn cái mình đúng là nó dễ chịu hơn, đúng không? Không hôn thì không hôn đâu, nhưng mà đi ngủ là cái kèo kèo này này. Kèo kèo. Ờ, kèo đúng kèo. Là xin lỗi. Đấy đấy, kèo kèo là cô biết là à biết lỗi rồi thì thôi mình tha. Thế còn ở cô có cái gì làm chú không hài lòng không? Thì dĩ nhiên cho cuộc sống thì cũng phải có chứ, chứ phải là không. Thôi em nhận trước đây. Luôn. Em nhận trước luôn nhá. Ok. Cái tính xấu của cô là cô hay dỗi và cô hay nói dai. Cứ bực lên mà chú mà không phản bác lại là chú cô điên lắm. Cô nói bao giờ để cho chú bật lên ấy, thì làm mới thôi. Thế nhưng mà sau khi cô nói mãi thì chú chả nói gì, vì sao chú chỉ nói im cái mồm đi. Thế là cô im luôn, không dám nữa, vì cô biết rằng là cái tâm lý người đàn ông, người ta sức chịu đựng người ta chỉ đến mức độ nào thôi. Dù người ta sai nhưng mình nói dai, nói nữa là ăn táng. Đấy. Chính là cái đó tôi có rút kinh nghiệm qua cái cuộc đời, cái cuộc sống chung của mình là mình biết. Mặc dù kể người ta rất hiền nhưng mình nói nhiều cái sai của người ta là người ta không có thích đâu. Chú không nói một câu nào nữa, chỉ nói mỗi câu đấy. Nói câu đấy thôi hả? Nói một câu. Nhưng mà chú cũng gàng, chú dám nói im cái mồm đi. Vợ con mà nói im cái mồm đi là cái mồm con bị méo liền hả? Hôm nay sẽ có một món quà từ con cháu gửi tặng cô chú. Xin mời cô chú hướng về màn hình. Con xin chào bố mẹ. Thì hôm nay có con trai và con dâu, có gửi một số đôi lời để nhắn nhủ. Thì, thưa bố mẹ là tuổi trẻ của con thì cũng có nhiều cái vất vả, khiến bố mẹ cũng nhiều lúc cũng phải phiền lòng. Nhưng mà để đến có cuộc sống ngày hôm nay thì con không biết nói gì. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và dành cho con những điều gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn anh vâng về. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kể thù nào là con tim ta yêu mềm. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình. Dòng họ thiên tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Bản thân con là con trai thì cũng không có hay thường xuyên để chia sẻ là những ý nghĩ hoặc là những cái giống như là những cái kỷ niệm. Có thể cái chuyện này nó đã qua rất lâu rồi nhưng mà có khi bố mẹ lại không nhớ. Có một lần là cái vào đó, cái năm đó là con học lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Giáp Tết thì trời bắt đầu nó lạnh. Đến bây giờ con vẫn nhớ là cái lần đầu tiên mẹ ngồi may cho con một cái áo ở tại nhà bác An. Thì hồi gia đình nhà mình thì hoàn cảnh nó vẫn đang rất là khó khăn. Cái bữa đó con nhớ là mẹ đâu là cũng phải may đến 9-10 giờ đêm. Mà mẹ đi về thì không thấy mẹ về. Thì ở nhà ai cũng lo lắng là không biết mẹ đi đâu. Thì xong khi mẹ về thì mẹ mới đưa cái áo cho con mặc, là để con thử cái áo ấy xem có vừa không. Và cái áo đó nó cũng đã đi cùng với con khoảng đến 4-5 năm sau nữa. Mà khi mà hình như con nhớ lên bắt đầu lên học lên cấp 2 thì con mới bỏ. Đến bây giờ con vẫn nhớ như in cái kỷ niệm đó. Con có thể chưa được trọn vẹn chữ đạo hiếu với bố mẹ. Con chưa làm được những cái gì đó nó lớn lao để dành cho bố mẹ. Nhưng đến ngày hôm nay thì con cũng đã có gia đình, con cũng đã lớn và trưởng thành. Thì cái việc con biết là bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con thì đó là cái tâm lý của người cha người mẹ. Nhưng với con thì con cũng gửi một lời nhắn nhủ của bố mẹ rằng là con trai của mẹ cũng đã lớn và cũng đang rất là cố gắng nỗ lực
để tạo dựng một cuộc sống. Vì thế là bố mẹ cũng mong bố mẹ cũng hiểu và bớt lo lắng cho chúng con. Từ ngày được về làm con dâu của bố mẹ thì con có cảm nhận rằng là tình cảm gia đình nhà mình cũng như tình cảm của hai bố mẹ dành cho nhau thì rất là đáng trân trọng. Con cũng cảm ơn bố mẹ đã sinh ra một người chồng như chồng của con. Con cảm nhận được là tình cảm bố mẹ dành cho các con, các cháu trong gia đình rất là thương con, lo lắng chăm sóc cho các con cháu. Con không biết nói gì hơn hay là muốn nói là con xin cảm ơn bố mẹ. Hello bà nội yêu của con. Trong chương trình này thì con cảm thấy là con như là có một cái cơ hội để mà được chia sẻ với ông bà, được nói những điều trong lòng con mà từ trước đến giờ con chưa bao giờ con dám nói với ông bà. Ông bà là người chăm sóc cho con từ bé và con yêu ông bà rất là nhiều. Mặc dù là bình thường con không thể hiện ra nhiều như thế, nhưng mà con chỉ muốn nói với ông bà là con yêu ông bà nhiều lắm. Và con mong là ông bà sẽ luôn luôn sống thật là mạnh khỏe với chúng con. Và ông bà sẽ luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho bọn con sau này, để cùng tụi con lớn, cùng tụi con tiến tới tương lai. Và ông bà hãy sống thật là lâu với con cháu ông bà nha. Yêu bà rất nhiều. Nói chung là trong cuộc sống có rất những điều mà các con cái nói ra nó có một cái xúc động riêng. Thì hôm nay có khi mới nghe được con được nói. Cũng rất cảm ơn chương trình Tình Trăm Năm cũng đã có một cái cơ hội để cho những người cao tuổi được chia sẻ những cái câu chuyện tình yêu của mình, nhớ lại cái ký ức của mình. Rồi là cũng cái dịp này mới được nghe những cái chia sẻ của con cháu, cái tình cảm bình thường hàng ngày thì ăn cơm rồi là cũng có thể những cái câu chuyện nó rất là đời thường thôi, nhưng mà nói đi sâu về cái tình cảm, cái tấm lòng của con cháu và nghĩ đến ông bà như nào thì thực sự nhờ có chương trình hôm nay thì mới được nghe những lời của con cả cháu. Nghe những lời đó xúc động cô. Vâng. Bây giờ thì con có một cái bất ngờ dành cho chú, mà cái này không phải là của con dành cho chú mà là của cô dành tặng cho chú. Đây là một lá thư cô gửi cho chú, nó được mang tên là lá thư từ quá khứ. Ngày tháng năm, anh yêu, hôm nay các con các cháu tổ chức sinh nhật cho chúng mình. Cả em và anh rất là hạnh phúc. Nghĩ lại thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoát thì đã 41 năm 9 tháng mình về sống chung một mái nhà rồi. Trải qua hơn 3 năm yêu nhau đầy sóng gió, một cuộc tình niềm vui thì ít mà buồn thì nhiều, đã làm cho em và anh phải rơi lệ trước sự ngăn cản của gia đình em. Nhưng sự mách bảo của trái tim, em yêu anh và muốn được sống chung với anh. Với tình yêu chân thành, chúng mình không thể sống thiếu nhau. Dù cho bố mẹ không bằng lòng, nhưng sau mỗi chuyến tàu, anh lại đến nhà cả những khi không có em. Anh dũng cảm thật đấy. Anh thăm hỏi mẹ em lúc ốm đau. Mọi công việc như là quét dọn, nấu ăn, anh chẳng nề hà, cứ như là con cái ở trong gia đình vậy. Điều đó anh đã làm thay đổi sự suy nghĩ của bố mẹ em về anh. Thế rồi mùa xuân năm 1979, đôi ta nên duyên vợ chồng. Giờ phút đợi chờ nhà trai đến đón cô dâu, em đã ngồi trong phòng và khóc rất nhiều. Lòng em thì rối bời, cảm xúc thật khó tả. Đời người con gái lấy chồng làm dâu rồi thì sẽ ra sao? Tính em thì hay hờn dỗi, nhưng mà anh làm cho em chẳng giận được bao lâu hết. Anh còn nhớ không, thời gian của vợ chồng son mình chẳng được bao lâu hết. Sau 3 năm thì mình đã có 2 đứa con, một trai một gái lần lượt ra đời. Anh thường xuyên vắng nhà, công việc vất vả, gò bó về thời gian. Em thì ở nhà cùng mẹ già, con nhỏ, với bao nỗi lo toan chồng chất. Ơn trời thì khó khăn thiếu thốn là như vậy, nhưng các con mình vẫn được khỏe mạnh, xinh xắn.
bây giờ thì các con đã trưởng thành rồi, đã có gia đình riêng, đã có thể sống tự lập, hiếu thảo với cha mẹ. Gia đình mình thật hạnh phúc phải không anh? Anh ơi, cuộc sống của mình giờ không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Em thấy mình thật may mắn khi được làm vợ của anh. Anh là người chồng mẫu mực, người bạn đời tri kỷ, sống có trách nhiệm với gia đình, là bờ vai vững chắc cho mẹ con em. Tuổi xế chiều rồi, chúng mình dành thật nhiều thời gian cho nhau, chăm lo cho nhau được sống vui, sống hạnh phúc cả đời anh nhé. Xin kính nhờ chương trình cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh trai Đỗ Lê An và các em Đỗ Lê Đô, Đỗ Lê Tuấn, Đỗ Thị Loan và những người thân yêu ruột thịt đã chấp cánh thêm nhịp cầu nối cho tình yêu của chúng tôi được như ngày hôm nay. Hết rồi ạ. Trước tiên là cảm ơn em và xin lỗi những gì em chưa làm được. Và đến ngày hôm nay em đã nói ra sự thật. Cảm ơn anh. Chỉ mong chúng ta được sống trọn đời, mãi mãi bên nhau và luôn hạnh phúc. Hôm nay cũng là nhờ đài để cho anh em mình hiểu nhau hơn nữa về cuối đời. Cho nên anh mình sẽ hứa sẽ sống cho trọn cả một cuộc đời. Anh tặng em. Tuyệt vời. Đấy, tôi nói chưa bao giờ chú tặng cô dù chỉ một cành hoa. Em xúc động quá. Từ ngày lấy nhau, hôm nay em được nhận bó hoa của anh. Nhưng cuộc đời anh đã cho em rất nhiều hoa. Ngày hôm nay Linh và Ngọc Lan rất là xúc động với cái tình cảm của cô chú đã vượt qua rất nhiều gian khó đến với nhau. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc, trăm năm răng long đầu bạc cô chú nhé. Cảm ơn. Cảm ơn.